Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. ETD và ITER khác nhau như thế nào? Hai từ này mang hai ý nghĩa khác nhau thế nhưng không ít người nhầm lẫn giữa chúng trong trường hợp dưới đây. ETD dịch sang tiếng Việt có khá nhiều nghĩa như đã nói ở phần đầu tiên. ETD khi viết tắt cho cụm từ Estimated Time of Departure, thời gian khởi hành dự kiến của lô hàng. Thời gian ở đây phụ thuộc vào thông tin hành trình của phương tiện vận chuyển. Nó được cung cấp từ người vận chuyển dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như thời tiết, hành trình trước lúc khởi hành của phương tiện vận chuyển, tốc độ phương tiện, còn ITER là từ viết tắt của Estimated Time of Arrival. Thời gian dự kiến khi lô hàng sẽ đến điểm đích. ITER phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện giao hàng, nhưng thông thường nó thường được dùng để phản ánh tên một cảng hàng không hoặc một cảng biển. Phương thức vận chuyển hàng hóa có thể qua đường biển hoặc đường không và cũng có những trường hợp vận chuyển nội địa thông qua xe tải hoặc tàu lừa. Thông thường thời gian khởi hành dự kiến của lô hàng và thời gian dự kiến khi nào lô hàng có thể cán đích rất dễ bị nhầm lẫn. Nhiều khách hàng nhầm lẫn rằng đó là thời gian chính xác nhất khi vận chuyển lô hàng của họ. Vì thế, thi thoảng những kế hoạch thời gian của họ bị thay đổi do thời gian ITER và ETD là không hoàn toàn chính xác. Làm thế nào để có thể cung cấp cho khách hàng thời gian ETD và ITER chính xác nhất như đã nói ở trên? ETD và ITER phụ thuộc vào nhiều yếu tố chi phối thời gian như tốc độ, thời tiết. Vì thế, mỗi khi có những thông tin thay đổi gây ảnh hưởng đến thời gian dự kiến hàng khởi hành và cán đích thì bạn nên thông báo cho đối tác nhanh nhất có thể. Ví dụ trong quá trình vận chuyển bằng đường biển thì bạn dễ kiểm tra lộ trình vận chuyển thông qua các nguồn như trang mạng của hãng tàu đang vận chuyển, trang web của cảng, hoặc bạn cũng có thể tra cứu thông qua các trang của tàu trong 24 giờ nhờ định vị vệ tinh, đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển. Nhờ những yếu tố hỗ trợ này, chúng ta có thể đưa ra những ứng phó kịp thời và phòng tránh được những rủi ro trong quá trình vận chuyển lô hàng. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Từ đó, lô hàng của đối tác sẽ ít hư hỏng hơn. ETD được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực nào? Lĩnh vực vận tải, như đã nói ở trên, ETD có nghĩa là Estimated Time of Departure, thời gian khởi hành dự kiến của lô hàng. Bạn có thể đọc kỹ ETD trong lĩnh vực vận tải ở mục trên, lĩnh vực nhà hàng. ETD trong lĩnh vực này được hiểu là Estimated Time of Delivery, thời gian dự kiến giao hàng. Thi thoảng, sẽ có những khách hàng không có thời gian đi tới nhà hàng của bạn để thưởng thức. Họ sẽ đặt hàng để bên bạn vận chuyển tới địa chỉ của họ. Tùy theo thời gian chế biến đồ ăn, khoảng cách địa lý cũng như tình trạng giao thông mà ETD sẽ chịu ảnh hưởng. Vì thế, để việc giao hàng đạt hiệu quả, nhà hàng cần xem xét kỹ lưỡng và cẩn thận trước khi xác định với khách hàng. Lĩnh vực khách sạn. Trong lĩnh vực này, ETD được hiểu là Estimated Time of Departure, nhằm nhắc tới thời gian khởi hành của khách. Nhờ đó, khách sạn sẽ chủ động trong việc hỗ trợ và phục vụ khách hàng một cách phù hợp nhất. Ví dụ dựa trên ETD, nhân viên phục vụ cũng như lễ tân nắm bắt được thời gian khách hàng có thể xuất hiện và rời đi khỏi khách sạn. Điều này hỗ trợ việc chuẩn bị sẵn các thủ tục check-in và check-out. Đồng thời bên quản lý khách sạn có thể tính toán thời gian để sắp xếp và điều động thêm nhân sự nếu cần thiết. Đặc biệt ở các khách sạn hạng VIP thì ETD sẽ luôn luôn được cập nhật để chuẩn bị những thứ cần thiết và đúng giờ nhất cho khách hàng. Lĩnh vực du lịch và dịch vụ, ETD được sử dụng theo hai nghĩa là Estimated Time of Departure và Estimated Time of Delivery. Nó mang ý nghĩa là thời gian khởi hành dự kiến trong quá trình xuất nhập cảnh hoặc vận chuyển khách hàng và thời gian giao hàng dự kiến trong lĩnh vực dịch vụ. Hy vọng bài viết này sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn về ETD và những thứ liên quan tới nó. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.